Thế thấy được chưa? Rồi. Em sẽ thay mặt nhóm 3 để trình bày về báo cáo bọn em ạ. Nhóm em thì gồm 3 thành viên ạ, em và bạn Trọng Đức và bạn Quang Đạt ạ. Nhóm em thì làm về đề tài là thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm thông minh. Đề tài bọn em thì gồm 4 chương. Chương 1 thì giới thiệu, chương 2 về tổng quan về thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm, chương 3 thì phân tích bài toán, chương 4 thì thực thi và thiết kế ạ. Chương 1 thì giới thiệu, đặt vấn đề là trong đời sống nhiệt độ và độ ẩm là một trong những đại lượng vật lý quan trọng được quan tâm, do nó có vai trò quyết định trong nhiều tính chất của vật chất ạ. Một trong những đặc điểm của nhiệt độ là làm thay đổi liên tục các đại lượng vật lý chịu ảnh hưởng của nó ạ. Ví dụ như áp suất, thể tích của một chất khí và cũng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chính con người. Ngày nay thì khi nền công nghiệp phát triển mạnh, sản phẩm tạo ra ngày càng phong phú, thì nhu cầu lưu trữ hàng hóa trong các nhà kho càng lớn ạ. Việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm khi bảo quản, lưu trữ sản phẩm công nghiệp nông nghiệp trong các nhà kho rất quan trọng ạ. Cũng như vậy, trong các phòng thí nghiệm, trong các bệnh viện, trong các nhà kính trồng cây và khu sản xuất rau sạch thì việc đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc giám sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường là một vấn đề quan trọng. Nên bọn em quyết định chọn đề tài là thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm thông minh ạ. Thì mục tiêu thì nhóm chúng em sẽ nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhiệt độ ẩm thông minh. Thiết bị có thể hiển thị các thông số trực quan trên đường web theo thời gian thực và kèm cảnh báo gửi về mail khi nó vượt ngưỡng do mình cài đặt. Chương 2 về tổng quan về thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm. Chương 3 là phân tích bài toán thì đề tài yêu đặt có yêu cầu đặt ra là thu thập đánh giá nhiệt độ ẩm môi trường, cho phép giám sát nhiệt độ độ ẩm trên nền web và web biểu đồ thời gian thực thay đổi 2 thông số theo thời gian và gửi email cảnh báo khi vượt quá ngưỡng ạ. Đây là sơ đồ khối ạ. Thì sơ đồ khối thì gồm 4 khối cơ bản là khối khối cảm biến và khối xử lý trung tâm, khối nguồn, khối hiển thị thiết bị và cảnh báo. Khối cảm biến sẽ sử dụng cảm biến DHT22 để thu thập thông tin nhiệt độ, độ ẩm môi trường và gửi về cho khối xử lý trung tâm ạ. Khối xử lý trung tâm thì sẽ sử dụng là module SSV32 ạ, để xử lý dữ liệu từ khối cảm biến và gửi thông tin lên server thông qua Internet ạ. Khối hiển thị và cảnh báo thì là dữ liệu từ khối xử lý trung tâm sẽ được gửi lên server của Internet. Từ đấy thì sẽ có thể hiển thị ra các thông số theo thời gian thực và nếu mà nó vượt quá ngưỡng thì có thể và vượt quá ngưỡng thì sẽ gửi mail cảnh báo về cho người dùng. Đây, phần để chọn linh kiện em sử dụng module kit SV32 và cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT22. Ở đây bọn em có sử dụng Arduino IDE và ThingPort để lưu cơ sở dữ liệu và biểu thị biểu đồ thông số trên theo thời gian thực. Đây là phần Arduino IDE và đây về em giới thiệu tổng quan về ThingPort. Phần chương 4 là thực thi và thiết kế thì lưu đồ thuật toán. Lưu đồ thuật toán phần cứng thì hệ thống sau khi hoạt động sẽ tiến hành khởi tạo thư viện và để SV32 hoạt động ở chế độ TCP và kết nối tới điểm truy cập Internet, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
sẽ đo nhiệt độ, độ ẩm từ môi trường và gửi dữ liệu về cho SP32 và xử lý và gửi lên server. Đây là lưu thuật toán với server. Hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động và tiến hành việc khởi tạo giao diện, sau đó nhận dữ liệu từ nó cảm biến gửi về, tiến hành hiển thị dữ liệu trên web, đồng thời kiểm tra xem các thông số có vượt qua ngưỡng cài đặt không, để nếu vượt qua thì sẽ gửi mail về cho người dùng. Đây là phần thiết kế use case. Thì bọn em có làm 3 bảng thiết kế use case. Đầu tiên là bảng nhận dữ liệu. SP32 đã được kết nối với cảm ứng và được cấp nguồn và được kết nối với Wi-Fi thì use case bắt đầu khi DHT22 nhận gửi dữ liệu đo được nhiệt độ độ ẩm đến SP32. SP32 kiểm tra dữ liệu nhiệt độ ẩm gửi về cho LCD để hiển thị, và đồng thời nó gửi dữ liệu lên về server để lưu trữ và hiển thị ra nền web. Đây là đặc tả use case về email cảnh báo. Use case này bắt đầu khi SP32 gửi dữ liệu và nhiệt độ độ ẩm lên ThinkBot. ThinkBot sẽ kiểm tra nhiệt độ dữ liệu xem có vượt quá giới hạn mà người dùng đã quy định hay không. Nếu dữ liệu vượt quá giới hạn thì sẽ gửi mail cảnh báo đến người dùng, bao gồm các thông số là thời gian và nhiệt độ độ ẩm, lý do gây cảnh báo ạ. Bảng thứ ba là bảng SKY thiết lập thông số cảnh báo. Điều kiện này, hệ thống đã được kết nối ổn định, người dùng có đầy đủ thiết bị kết nối internet, người dùng đã có tài khoản ThinkBot. Mất tiếng rồi em ơi. Dạ. Rồi, tiếp đi. Đây là phần biểu đồ tuần tự của các bảng Sky. Đây, báo cáo em về rồi ạ. Tại bọn em chưa có thiết bị nên bọn em chưa có demo được. Các biểu đồ tuần tự này là dùng cái gì để vẽ đấy? Vẽ bằng sắp nào đấy? Dạ. Đấy, một bạn khác vẽ biểu đồ ạ. Bạn nào? Bạn Đức ạ. Đức ơi, này là vẽ bằng gì ở đấy? Cũng chưa có đây à? Alo, em đây. Ừ, này là vẽ bằng shop nào đây? Vẽ bằng Visual Paradigm. Visual Paradigm à? Ok. Ta làm rõ hơn một chút nhé. Thứ nhất là cái này ta gửi vào email với mục đích làm gì? Cảnh báo à? Hay là làm gì? Cảnh báo ạ, nếu mà ví dụ không phải lúc nào mình cũng có thể quan sát được đấy thầy. Thế tại sao ta không gửi qua tin, tại vì nó là vượt ngưỡng mà, tại sao ta không gửi qua tin nhắn? Còn trong cái lúc mà nó không vượt ngưỡng thì nó cũng không gửi email rồi đúng không? Nó nằm vâng. Ừ. Thì tại sao ta không gửi thông qua tin nhắn thì nó có phải là nó sẽ real time hơn là gửi vào email không? Vâng, để có dịp em nghiên cứu.
Cái thứ hai nữa là gì nhỉ? Cái này thì theo trình bày thì thầy thấy là có sử dụng Thingbot để đưa lên web đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà Thingbot là nó không lưu DB, phải không? Có biểu đồ biểu thị theo thời gian thực rồi. Còn Có. có nghĩa rằng là lúc sau à, Dạ, thầy cứ nói đi ạ. có nghĩa là sau nó sẽ bị mất dữ liệu, có mất không, Vẫn lưu lại mà thầy. Dạ. lưu lưu tạm thời là lưu toàn bộ luôn, sau mình còn lấy cái dữ liệu đấy để mình phân tích được. Em thấy là có lưu lưu toàn bộ đấy ạ. Ừ, thì phải kiểm tra lại nhé. Nếu mà nó đã có file space hoặc là gì đấy để lưu dữ liệu thứ thì chúng ta có thể sau chúng ta sẽ sử dụng cái đó để chúng ta còn phân tích được, đưa ra cảnh báo thứ nhé. Dạ Cái nữa là lên sao sao đây. vâng. Chia sẻ lại màn hình đi. Đây, các em trình bày thì chú ý này, ví dụ như cái trang 35 và trang 36 này này, tại sao ta lại để nó cái khoảng trắng của nó lại nửa trang thế này? Em thấy tại cái bảng này, cái bảng thì nó sẽ bị cắt nửa ấy, thì nó xấu á. Em chuyển sang một trang mới ạ. Không 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 biết là chúng ta sẽ trình bày như nào, nhưng mà không được phép để cái trang trắng nó lớn như này. Dạ vợ, để em chỉnh sửa lại. Chắc chắn là sẽ phải chỉnh sửa lại đấy, chứ nếu mà để này thành một thói quen đấy thì sau đến kể cả sau làm đồ án tốt nghiệp thì cũng chỉ thiệt thòi cho chúng ta thôi, đưa ra hội đồng các thầy cầm quyển nhìn sẽ rất là buồn cười. Quay trở lại cái chương 1 cho thầy. Cái chương 1 này thì nó gần như là cái lời mở đầu thôi, chứ nó không, đừng để nó là một chương. Thầy đã nhắc chúng ta khá nhiều lần rồi. Một chương mà nó chỉ khoảng 3 đến 5 trang thì nó nhìn nó buồn cười lắm. Huống chi cái chương của em nó lại có nửa trang thôi, còn chưa được một trang đâu. Ta nhìn thấy cái chương 1 không? Có. Ta không 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 ai để cái chương 1 như này cả nhá. Kể cả cái mục 1.2 ấy, mà trong một mục mà nó có hai dòng thì nhìn nó buồn cười lắm, cực kỳ đơn điệu luôn ấy. Đấy, nó là một cái một một mục nhỏ ở bên trong một cái mục lớn thì không nói, nhưng mà đây là bản thân em đang để nó là một cái mục lớn lớn nhất ở trong chương và nó có hai dòng thì nhìn nó rất là buồn cười. Thế nên về mặt nguyên tắc là chúng ta sẽ không được để như này. Vậy thì ta sẽ thống nhất là của em là để cái phần giới thiệu này vào phần lời mở đầu ấy. Đấy. Sau đó thì cái chương 2 là chương tổng quan về thiết bị. Chương 3 là phân tích thiết kế gì gì đó thì chúng ta sẽ giảm xuống thành chương 1 và chương 2. Được Dạ chưa? vâng, dạ Ừ. vâng. Đấy, như vậy thì là về mặt cơ bản thì cái bài toán của chúng ta là đang là bài toán là đo nhiệt độ độ ẩm ở trong một cái phòng Hoặc nhỉ, là hay là khu làm việc đấy đúng không, nhà kho gì đấy. và đưa ra cảnh báo. Thì đấy là bài toán mình vẽ ra thì ok, không vấn đề gì cả. Còn nếu mà muốn làm rộng hơn thì ta có thể làm hệ thống tưới tiêu thông minh, cũng là nhiệt độ độ ẩm, nhưng mà chúng ta sẽ phải chuẩn bị thêm là máy bơm các thứ để nếu mà cái độ ẩm nó thấp và nhiệt độ nó như nào đó thì chúng ta bắt đầu là tưới hệ thống cây. Đấy, thì
thì cái vườn thông minh các thứ thì nó sẽ tùy theo cái năng lực mà cái độ lớn của vườn thông minh nó to hay là nó nhỏ. Còn cái này là chúng ta đang đang gắn cứng là chúng ta chỉ đo nhiệt độ độ ẩm, thì đấy là cái khảo sát của chúng ta và chúng ta làm thì thầy không, không can thiệp sâu vào đấy nhé. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn nhóm. Về Vâng, cảm trình ơn và mẹ. làm thực nghiệm đi. Em tắt trình bày đấy ạ. Rồi. Nhóm 4 tên tự hành. Em thưa thầy, các bạn em nhóm 4 ạ. Rè quá nhỉ. Nghe không biết thầy đã nghe rõ chưa? Rồi, ok. Thì đề tài của nhóm 4 của bọn em là xe tự hành điều khiển bằng Bluetooth. Thì phần đầu tiên là phần giới thiệu chương 1. Cái bài toán bọn em đưa ra đó chính là ở trong cái thời đại công nghiệp này thì cái việc mình tạo ra một cái xe tự hành điều khiển bằng Bluetooth ấy, nó sẽ giảm đi cái công sức mà một người phải bỏ ra để làm một việc như ví dụ như là vận chuyển hàng từ kho thứ nhất sang kho thứ hai. Vì vậy bọn em đưa ra cái bài toán này là cái xe tự hành điều khiển bằng Bluetooth và nó sẽ làm tiền đề để phát triển thành một cái sản phẩm ứng dụng trong công nghiệp ấy. Thì bởi vì đây là một cái sản phẩm demo thế nên bọn em đưa ra một cái mô hình, nó là một cái mô hình. Thế là trong cái mô hình này bọn em sử dụng các thiết bị như là Arduino R3 này, cái L239D để điều khiển mô tô này, mô tô DC mô tô này, module HC05 để điều khiển Bluetooth, và cái HCSR04 để có tác dụng làm chỉnh để có chức năng tránh vật cản cho xe. Đến sang phần thứ hai là phần phân tích hệ thống của bọn em thì bọn em đưa ra cái mô hình ca sử dụng của hệ thống của em bao gồm có 5 ca sử dụng, trong đó có 4 ca sử dụng là tiến lên lùi lại, rẽ sang phải và rẽ sang trái là sẽ cho người điều khiển cái xe đấy thông qua Bluetooth, và một cái module, một cái use case đó là use case tránh vật cản để khi nào mà xe nó khi đi mà nó gặp vật cản thì nó sẽ dừng lại, nó sẽ báo lại cho người điều khiển phải điều khiển xe sang tránh sang một hướng khác, không cho nó đâm vào cái vật cản đấy. Thì, bọn em bắt đầu đi đặc tả các ca sử dụng. Đầu tiên là ca sử dụng tiến lên này, thì actor của nó là người điều khiển. Cái use case này nó sẽ có một cái luồng sự kiện như sau. Đó chính là đầu tiên người điều khiển là đưa ra tín hiệu điều khiển ở trên thiết bị điều khiển. Thiết bị điều khiển ở đây bọn em sẽ xây dựng lên một app Android để kết nối Bluetooth với xe. Module từ sau khi gửi tín hiệu điều khiển thì cái module HC05 này nó sẽ nhận thông tin điều khiển và chuyển thông tin điều khiển này lại cho Arduino. Sau khi Arduino nhận được tín hiệu điều khiển thì nó sẽ phân tích cái tín hiệu điều khiển đấy là tín hiệu điều khiển gì, và nó nhận thấy ý là nếu đây là tín hiệu điều khiển tiến lên thì nó sẽ ra lệnh cho cái động cơ tiến lên và sẽ bắt đầu tiến lên. Tương tự như thế là cái use case lùi lại thì nó cũng cái luồng sự kiện nó cũng như tiến lên thôi, thay vào đó là Arduino nó sẽ nhận được tín hiệu lùi lại và nó sẽ cho động cơ khởi động lùi lại. Đây là use case sẽ sang phải và use case sẽ sang trái. Về phần use case tránh vật cản thì nó sẽ actor của nó là module HCRS04 và cái nhiệm vụ của nó sẽ là đo cái khoảng cách của xe cho tới vật cản ở trước nó, và nếu mà cái khoảng cách giữa xe và vật cản nó nhỏ, nó đủ gây nên nguy hiểm thì nó sẽ thông báo về cho Arduino cái thông tin về độ độ khoảng cách của nó về của xe với cái vật cản này thì Arduino sẽ xử lý tín hiệu và dừng xe lại, báo cho người dùng biết là có vật cản và yêu cầu người dùng phải điều khiển xe di chuyển sang một hướng khác. Đấy là phần hết phần về phân tích đặc tả use case. Tiếp theo là sang phần phân tích kiến trúc. Thì bọn em dự định kiến trúc của bọn em sẽ được chia làm hai phần. Đó là phần thiết bị điều khiển và thứ hai là cái xe Arduino.
thì cái xe Runo lại chia tiếp thành 3 khối nữa, đó chính là khối nhận lệnh, khối điều khiển và khối vận hành. Ở đây khối nhận lệnh thì nó sẽ là cái module HC05 nhận lệnh từ thiết bị điều khiển gửi về cho Arduino, và sau khi nó nhận được thông tin rồi nó sẽ chuyển hết vào cho khối điều khiển, và khối điều khiển phân tích dữ liệu và đưa ra cái quyết định là xe sẽ tiến lên hay lùi xuống hoặc ra phải bên trái. Đây là cái biểu đồ tuần tự để phân tích các cái ca sử dụng. Thì nó cũng tương tự như cái đặc tả ca sử dụng thôi, nhưng mà nó là mô tả lên màn hình. Sau khi người điều khiển gửi tín hiệu lên thì HC05 sẽ nhận và chuyển tín hiệu lên cho Arduino Uno R3, và từ Arduino Uno R3 này sẽ điều khiển cái motor quyết định cho nó là tiến lên hoặc là lùi xuống, hoặc là rẽ sang phải hoặc rẽ sang trái. Ở cái trái vật cản này thì nó sẽ là HCRS04, nó sẽ gửi thông tin về khoảng cách vật cản về cho Arduino, và nếu nó xảy ra hai trường hợp, đó là khoảng cách nhỏ hơn 5 cm thì sẽ dừng động cơ, và khoảng cách lớn hơn 5 cm thì sẽ là động cơ có thể hoạt động bình thường. Và đây là cái phần báo cáo của bọn em ạ, bởi vì bọn em cũng mới chỉ làm đến như thế này thôi ạ. Phạm Ngọc Trung có ý kiến gì đấy? Trung ơi. Em không ạ. Em bấm nhầm. Đấy, giơ tay mà. Em quẹt con chuột vào. Thầy tắt vào cái giơ tay đi. Cũng không thấy hơn buổi hôm trước là mấy nhỉ? Em chưa làm thêm nhiều. Cái này thì thầy nghĩ là nhóm phải làm thêm một cái sơ đồ tổng thể của cả cái điều khiển qua Bluetooth lẫn tự động dừng. Vâng. Để ta nhìn vào cái mô hình tổng thể đấy là chúng ta sẽ biết được cách hoạt động. Tất nhiên là sau khi trình bày thì các bạn và thầy cũng đã nắm được là ta sẽ cho dừng khi mà vẫn cố tình điều khiển khi gần tới vật cản. Cái thứ hai là ta phải xem lại cái khoảng cách, ví dụ như là 5 cm thì thầy sợ rằng là nó hơi gần. Bởi vì là nếu như mà 5 cm thì đến lúc mà nó nhận xong lệnh là vẫn khả năng là vẫn bị đâm. Vâng, thế thì em sẽ chỉnh lại một cách đó. Cái nữa là ta phải đầy đủ các mục nhé, ví dụ như là kết luận này, phần tài liệu tham khảo các thứ là chúng ta sẽ phải cho đầy đủ vào. Vâng, để em sẽ bổ sung ạ. Đây, mình vẽ này. Có bảng đây nhưng mà không có danh mục bảng. Danh mục bảng bên dưới đấy. Bên dưới ạ. À rồi, ok. Cái này thì ta dự định là sẽ sử dụng bao nhiêu cái cảm biến HC? Một cái có đủ không? Em nghĩ một cái là có thể là đủ. Nếu mình kết hợp thêm cái servo để cho nó xoay sang phải trái. Xoay có cái xoay đấy nó chậm lắm, liệu có phản ứng kịp khi mà chúng ta điều khiển của Bluetooth không ấy? Cái này thì để bọn em phải đi vào thực nghiệm để bọn em xác định như nào, nếu nó có ít quá thì bọn em sẽ tăng lên. Bởi vì theo thầy đang hiểu là ta để một cái cảm biến ở đầu xe này. Đấy, thì đến lúc mà muốn rẽ phải thì nó sẽ quay cái servo để cảm biến nó quay sang phải đúng không? Vâng. Đấy, thì đến lúc thực tế thì chưa chắc nó đã hoạt động được theo ý muốn của mình đâu. Thì cơ bản là vẫn phải có thiết bị để chạy đã. Rồi. Thì như hôm trước thầy cũng có nhắc rồi đấy,
các nhóm làm nào thì làm bản Word là không thể có mười mấy trang được đâu nhá. Tất cả là nó cũng phải tầm khoảng 30 trang đấy. Vâng. Rồi. Rồi em xin dừng chia sẻ màn hình. Ok. Năm, đèn giao thông. Nhóm 5 đâu nhỉ? Nhóm 5 báo cáo đi em ơi. Dạ thầy ơi, bạn báo cáo nhóm em đang bị hỏng mic, thầy chờ một tí được không ạ? Ok. Bạn nào đang xem màn hình có thể tắt cho nhóm mình được không? Bởi vì bạn lương sâu màn hình rồi mà không thể hiện lên. Màn hình này là của bạn nào đấy? Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Cường à? Nguyễn Mạnh Cường là trong nhóm của em còn gì nữa à? Em share screen ấy, share toàn màn hình chứ đừng share ứng dụng. Này là thầy đang sợ share ứng dụng này này. Cường ơi. Dạ em thưa thầy là hay thầy cho bạn nhóm 6 trình bày trước để nhóm em khắc phục được không ạ? Ok. Nhóm 6 cách báo. Vâng, có nhóm em đấy ạ. Đợi một chút em xem màn hình.
Cái đấy chưa? Cái trang 1 này là đang chưa đúng đâu nhá. Độ. Thay thế bài như em chưa? Trang bia này là của nhóm 5. Ok. Sau đây thì em thay mặt nhóm 6 trình bày về tài hệ thống cảnh báo chống trộm sử dụng cảm biến chuyển động PR. Em thì gồm có em là Nguyễn Xuân Lộc, Trần Quang Vi và bạn là Hồ Văn Phương. Về đề tài này thì bục của em thì có chia làm 5 phần. Thứ nhất về là phần là đầu mục lục danh mục thuật ngữ và các danh mục đồ biểu hình vẽ. Phần đầu tiên là về tổng quan hệ thống. Thì đề tài này thì được thiết kế dựa trên yêu cầu về việc an toàn và bảo mật về tài sản gia đình và cơ quan trong xã hội hiện nay, bởi vì phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Về các yêu cầu của đề tài này thì đáp ứng nhất là về yêu cầu về chức năng, thiết kế mạch nguyên lý và lắp ráp mạch chạy ổn định và liên tục, thông báo của trạng thái. Về phi chức năng thì có thành thấp và dễ vận hành và lắp đặt. Về mục đích và phương pháp thì phạm vi giới hạn nghiên cứu thì gồm có mục đích thì có thể báo động và báo hiệu người dùng có người đột nhập qua hệ thống SIM, và người dùng có thể quản lý từ xa qua tin nhắn của điện thoại, và có thể bật tắt các cảm biến và xuất lệnh tự động báo trạng thái của cảm biến điều khiển. Các về phương pháp và phạm vi nghiên cứu thì ở đây thì bọn em dùng xây dựng sơ đồ tổng quát đi vào thiết kế và từ đó là đi vào hệ thống thực tiễn và đưa ra các tình huống mà gặp phải trong khi thực hiện hệ thống ạ. Phạm vi thì có sử dụng thì để góp phần ổn định an ninh xã hội, giảm thiểu thời gian và chi phí việc bảo vệ tài sản cá nhân tập thể, cơ quan xí nghiệp, và giải pháp phù hợp với phát triển khoa học công nghệ. Giới hạn nghiên cứu thì đều thì bọn em đi sâu vào nghiên cứu về Arduino Uno R3 và làm bộ trung tâm xử lý cảm biến PRHCR501, module SIM 800L và đèn LED và còi buzzer động. Về phần thứ hai là phần phân tích xây dựng thiết kế hệ thống. Đây là sơ đồ thiết kế sơ đồ khối hệ thống gồm có cảm biến gồm có nguồn của xử lý trung tâm và PR, module SIM hiển thị và báo động, khối hiển thị và báo động. Chi tiết hệ thống thì có khối nguồn để cung cấp nguồn cho các thiết bị để hoạt động. Cảm biến PR thì kiểm soát gửi thu được về bộ xử lý. Bộ xử lý trung tâm thì thu thập dữ liệu từ các thiết bị và xử lý điều khiển các thiết bị ngoại vi. Module SIM 800L thì sẽ gửi cảnh báo điện thoại khi nhận diện được chuyển động. Có hai hình thức là sẽ là gửi về theo tin nhắn và gửi về theo cuộc gọi. Và khối hiển thị báo động thì sẽ gồm loa để kêu cảnh báo khi chưa nhận được tín hiệu ngắt từ điện thoại. Đồng thời nhờ thiết bị được sẽ nói hiển thị thông tin cảm biến thu được. Ở đây dưới đây là lưu đồ nhận diện chuyển động của hệ thống thu phát tín hiệu, sẽ đi từ bắt đầu đến thu tín hiệu hồng ngoại, xử lý tín hiệu và sẽ nhận diện xem có chuyển động hay không. Nếu mà đúng thì sẽ gửi tín hiệu về trung tâm xử lý và sẽ tiếp tục quá trình này, còn nếu mà sai thì sẽ đi về lại bước thu tín hiệu hồng ngoại tiếp. Thứ hai là về lưu đồ hệ thống cảnh báo chuyển động. Ở đây sẽ bắt đầu từ cảm biến PR nhận diện chuyển động, gửi tín hiệu trong xử lý và sau đó sẽ xác nhận là có chuyển động. Nếu mà không có thì sẽ đưa về tiếp tục để nhận diện tiếp. Còn nếu mà có thì sẽ chuông thì sẽ reo và phần LCD hiển thị trạng thái. Và module SIM thì sẽ gửi tin nhắn gọi cảnh báo về số điện thoại. Và từ đó sẽ kết thúc quá trình cảnh báo. Về mô hình ca sử dụng thì ở đây nhóm em thì mới làm đến phần mô hình ca sử dụng có các use case
thì có gồm các tác nhân là cảm biến người dùng báo mạng SD và mobile sim, có phát hiện chuyển động, điều chỉnh độ nhạy cảm biến, quản lý hệ thống, sau đó chỉnh thời gian kích chạy báo động, gửi cảnh báo và hiển thị thông tin. Vậy đây là những đặc tả của UK phát hiện chuyển động của HCR501 ạ. Ở đây có UK đặc tả gửi cảnh báo về điện thoại. Phần này thì là đặc tả UK báo động, có còi báo động sẽ kêu khi mà nhận được tín hiệu. Đây là UK hiển thị thông tin lên màn hình ạ. Về phần sơ đồ tuần tự thì nhóm em chưa kịp bổ sung ạ. Thứ hai là 2.3 là về phần phân tích và lựa chọn cảm biến. Bọn em đưa ra các cảm biến là cảm biến chuyển động radar, cảm biến chuyển động siêu âm và cảm biến chuyển động công nghệ kép và cảm biến chuyển động hồng ngoại. Sau khi mà lựa chọn và phân tích thì bọn nhóm em sẽ sử dụng HCR501 ạ. Và đây là hình so sánh giữa HCR501 và HCR505. Vì HCR501 sẽ phân biệt được nếu mà có phân biệt giữa người hoặc là thú trong nhà có thể đi qua cảm biến thì sẽ không gây nhầm lẫn khi gửi quá nhiều cảnh báo về hệ thống. Đây là phần giới thiệu module HCR501. Lựa chọn bộ điều khiển thì sẽ sử dụng Arduino Uno R3. Đây là một số loại vi điều khiển mà thường sẽ sử dụng trong các loại hệ thống IoT, nhưng nó mà em sẽ sử dụng về phần Arduino Uno R3 bởi vì nó phổ biến, là giá thành rẻ và dễ dùng cho những người mới tiếp cận, đúng không? Về phần lựa chọn thiết bị kết nối ngoại vi thì gồm có loa, thì sử dụng loa buzzer, module SIM 800L, có khả năng nhắn tin SMS, nghe gọi sử dụng GPRS, như một SIM của điện thoại có như một điện thoại nhưng mà có kích thước nhỏ, và sử dụng bộ tập lệnh AT. Ngoài ra thì có thể sử dụng thay thế một số các loại module khác như là 900A hoặc là 800A chẳng hạn. Về phần màn hình hiển thị thì sử dụng LCD 16:2. Đây là bảng mô tả một số vai trò màn hình LCD. Phần chương 3 sẽ là thiết kế và thực hiện. Ở đây có sơ đồ nguyên lý của các khối nguồn, khối kết nối module SIM, khối hiển thị báo động và khối kết nối cảm biến của PR và Arduino. Sau khi có sơ đồ nguyên lý của phần này sẽ đến phần sơ đồ tổng quan của phần kết nối của hệ thống. Về phần sản phẩm thực tế, do bọn em chưa có thiết bị nên là chưa thể thực nghiệm được. Ở dưới này thì có đánh giá kết quả thực nghiệm thì bọn em chưa thể thực nghiệm được hết. Về đánh giá ưu khuyết điểm thì có một vài khuyết điểm mạch nó gọi tính thực tế, khả năng thông tin nhanh rộng rãi. Khuyết điểm thì đôi khi là chưa phân biệt được con người và khác, xử lý vấn đề phân quyền xác minh người đi qua như là khách hoặc là người trong nhà. Về phương hướng thì phát triển đề tài để có thể kết hợp nhiều mô đun cảm biến hơn, kết nối sử dụng mạng internet và thêm số lượng điện thoại kiểm soát hệ thống, thêm tính năng hẹn giờ bật tắt cảm biến và tích hợp xử lý ảnh chẳng hạn. Cuối cùng là phần kết luận tài liệu tham khảo và phụ lục. Phụ lục thì cốt em cũng chưa hoàn thành. Sau đây vừa rồi là phần trình bày của em ạ. Có nghĩa là ở đây thì là ta đưa ra một cái cảnh báo ở cái màn hình LCD này, với cả gửi tin nhắn về cho người dùng, đúng không? Vâng, thông báo qua loa đó. Báo qua loa, loa là nó kêu lên cái gì? Vâng. Thế bây giờ nếu mà cái 501 là nó làm sao mà nó phân biệt được người với thú?
Em nghĩ là nó sẽ dựa vào cường độ của hồng ngoại của con người, nó sẽ có độ khác với con vật. Với cái đấy cũng chưa, bọn em cũng chưa hoàn toàn là xác xác thực được, chưa, tại vì chưa có thiết bị ạ. Chưa chắc đâu. Vâng. Thì nếu mà và về mặt cơ bản sẽ không phân biệt được đâu. Vâng. Thì về mặt thực tế, nếu không phải là người đi qua, giả sử như mèo này, chuột hay là một vật nào khác, hay là chim nó bay và nó cảm biến được ấy, và đêm chẳng hạn mà nó kêu, còi lên này, thì em thử khi nào? Cái đấy thì mình sẽ phải, em nghĩ là sẽ cải tiến thêm bộ xác định về thời gian ấy, và cảm biến về thời gian, tức là và xử lý ảnh ấy. Nếu mà có thể tích hợp được xử lý ảnh thì tức là sẽ nhận diện, vừa nhận diện được người trong nhà với lại thời gian ở bên trong, thời gian mà cảm biến thu được ạ. Thì đấy thì lại phải sử dụng RAM chứ lại không dùng được. Vâng, còn đứa này phải cải tiến thêm nhiều. Tuy nhiên thì là mình có cái cách thức nào giải quyết được cái vấn đề này không? Như là tắt được ở trên điện thoại cái còi báo hiệu chẳng hạn. Vâng, sẽ điều khiển được qua điện thoại, sử dụng tin nhắn để tắt ạ. Sử dụng tin nhắn ạ. Vâng, hoặc là ấn tắt cuộc gọi chẳng hạn ạ. Như cái này có một cái project chung sao mà thấy mấy nhóm làm đều theo kiểu motif như này. Cố gắng là có một cái gì đó khác đi. Vâng. Để hay hơn. Vâng. Còn các nhóm ở các lớp mà nó giống nhau thì nó nhìn nó cũng hơi buồn cười. Sau nhìn đến bạn Word mà lại giống nhau nữa thì chết. Bởi vì mỗi lớp của chúng ta là thầy đã cho tối đa là 3 nhóm có thể làm chung đề tài. Nên các em cố gắng là phải làm nào để mình nó hơi nó khác biệt so với các nhóm khác. Bạn Word thì cũng đã nhận ra một số cái mà chưa đầy đủ thì nhớ bổ sung nha. Vâng ạ, em ơi. Nhớ em sẽ rút kinh nghiệm. Nhóm 5 báo cáo được chưa em? 5 báo cáo được rồi ạ. Thầy chờ em một chút. Dạ thầy, các bạn thấy được màn hình của em chưa? Rồi. Đấy thì cái trang 1 này làm gì còn đúng đâu. Tao không sửa nó cẩn thận đi, ngay trang 1 đã sai rồi. Vâng. Thì đầu tiên là mình xin đại diện cho nhóm 5. Nhóm mình gồm 3 thành viên, đó là mình Nguyễn Tuấn Dương, bạn Nguyễn Mạnh Cường và bạn Bùi Đình Hùng. Thì do vừa nãy do vấn đề trục trặc nên bạn Nguyễn Mạnh Cường là người thuyết trình, thì bạn không thuyết trình được thì mình xin thay mặt bạn để thuyết trình về đề tài của nhóm mình. Nhóm mình là đề tài nhóm mình là làm về đèn giao thông. Đèn giao thông ở ngã tư về phần mục lục thì bọn mình có bố cục là 3 phần. Phần 1 là tổng quan, nêu vấn đề, mục tiêu. Ở đây là bọn mình sẽ nêu về các vấn đề, mục tiêu để dẫn tới việc bọn mình đi tới thiết kế hệ thống này. Thứ hai là về cơ sở lý thuyết. Cơ sở lý thuyết phần 1 thì bọn mình sẽ nêu ra được các cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống đèn. Thứ hai là các công cụ mà bọn mình sẽ sử dụng. Thứ ba, phần 2.3 và phần 2.4 là bọn mình sẽ làm thêm để hướng dẫn cho các bạn về phần mềm Arduino IDE và mô phỏng Arduino Proteus mà bọn mình sẽ làm trong cái đề tài này. Về phần 2, về phần chương 3 thì bọn mình sẽ là về phần thiết kế và xây dựng hệ thống. Thì đầu tiên để mình đi vào bài là mình sẽ đi tới phần 1. Để các bạn hiểu đơn giản thì nhóm mình, đề tài của nhóm mình là thiết kế đèn giao thông 4 cột dành cho ngã tư và ở các khu vực nông thôn đang phát triển. Mục tiêu của bọn mình đề ra là làm sao thiết kế được một hệ thống mà nó vừa đơn giản mà đơn giản, dễ vận dụng và chi phí giá thành thấp. Về cơ sở lý thuyết cấu tạo thì nó sẽ là ở một ngã tư sẽ có 4 đèn giao thông. Và nhóm mình mới triển khai được đó là xây dựng hệ thống đèn LED 3 đèn
vàng, xanh, đỏ và hệ thống đèn LED đếm ngược. Còn về hệ thống đèn LED dành cho người đi bộ thì nhóm mình vẫn đang bỏ ngỏ để sau có thể phát triển thêm. Cái phần nguyên tắc hoạt động này thì mình thấy hơi trừu tượng nên mình tạm thời sẽ bỏ qua, bởi vì phần bên dưới mình sẽ có nói qua cái phần này rõ ràng hơn cho các bạn. Về các công cụ thực hiện đề tài thì đầu tiên đó là bọn mình có sử dụng Brad Arduino Uno, thì nhiều bạn đã trình bày rồi thì mình xin phép được bỏ qua phần này. Thứ hai là bọn mình có sử dụng một thanh IC74HC595. Bọn mình sử dụng thanh này là với mục đích là để hiển thị đèn LED đếm ngược, để tiết kiệm những cái cổng vào trên Arduino Uno. Bên dưới này bọn mình có để sơ đồ cách hoạt động của cái đèn LED, nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu ở bên dưới này. Còn 2.3 và 2.4 thì bọn mình chỉ đề cập đến cách bọn mình thực hiện cái đề tài này như thế nào thôi, thì các bạn có thể xem thêm. Còn về phần thiết kế và xây dựng hệ thống, đầu tiên bọn mình sẽ tiến hành khảo sát thực tế. Khi khảo sát bài toán khảo sát thực tế là bọn mình khảo sát tại những vùng nông thôn đang phát triển. Ở đấy thì hệ thống, bọn mình thấy là hệ thống đèn giao thông ở những ngã tư thì họ vẫn còn chưa có xây dựng được. Và tình trạng tham gia giao thông của mọi người trên đường mình cảm thấy không an toàn, nên bọn mình đã lên ý tưởng để thực hiện. Về phần xác định bài toán thì bọn mình có đưa ra phương án thiết kế là sẽ sử dụng kết hợp các chip điều khiển cùng các hệ thống điều khiển tự động sao cho chi phí là rẻ nhất và hiệu quả là cao nhất. Vì thế nên bọn mình bên dưới giải pháp công nghệ là những cái thứ mình đã nêu trên cho các bạn. Ở phần bên trên ấy, thì mình đấy là giải pháp công nghệ của bọn mình. Tiếp theo về giải pháp thiết kế thì tạm thời bọn mình chưa có thiết bị nên là bọn mình chỉ có thể mô phỏng ở trên phần mềm Proteus kết hợp với công cụ lập trình đó là Arduino Uno IDEA. Bọn mình có đặt ra một số yêu cầu chức năng cho đề tài, đó là hoạt động chính xác, mạch điều khiển đơn giản, giá thành thấp nhưng mà tính ứng dụng trong thực tế sẽ cao. Và đặc biệt là bọn mình có ưu tiên là có khả năng mở rộng, vì hiện tại là hệ thống của bọn mình nó vẫn rất chi là đơn giản, nó chưa có cái gì gọi là cao siêu lắm. Còn về yêu cầu phi chức năng thì bọn mình cũng muốn xây dựng một hệ thống mà có thể ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau, dễ dàng tháo lắp, sửa đổi và bảo trì. Còn để các bạn hiểu rõ hơn về hệ thống của bọn mình như thế nào thì mình xin trình bày phần tiếp theo, đó là phân tích và thiết kế hệ thống. Như hình 3.1 thì đây là sơ đồ toàn hệ thống của bọn mình. Bọn mình đầu tiên sẽ có khối nguồn để cung cấp nguồn điện. Cái này đáng nhẽ là nó phải có thêm một cái mũi tên ở đây này, để nó cung cấp nguồn điện đến công tắc. Nhưng mà bọn mình thiếu thì bọn mình sẽ bổ sung sau. Thứ hai là khối điều khiển trung tâm, đây chính là Arduino Uno. Khối hiển thị thì bọn mình sẽ có hai phần. Đó là hiển thị đèn LED màu và hiển thị đèn LED đếm ngược thời gian. Bên dưới đây chúng mình có giải thích bên dưới này rồi, các bạn có thể xem thêm. Tiếp theo và để các bạn dễ hình dung hơn thì mình xin được để hình ảnh mô phỏng hệ thống trên Proteus. Đây là nút công tắc thực hiện bật chế độ mà bọn mình sẽ cài đặt. Đây là các đèn LED và đèn giao thông. Tiếp theo phải đến phần chương trình chính. Thì chương trình của bọn mình thì sẽ chỉ có chương trình của mình sẽ có hai chế độ, đó là chế độ hiển thị ban ngày và chế độ hiển thị ban đêm. Thì như các bạn có thể thấy ở trên thực tế thì chế độ hiển thị ban ngày nghĩa là đèn giao thông sẽ thực hiện đếm ngược thời gian và hiển thị ba đèn đỏ, vàng, xanh theo thứ tự. Đối với chế độ ban ngày là khi nhiều người tham gia giao thông. Còn đối với chế độ ban đêm nghĩa là mọi người sẽ ra đường ít hơn, hầu như là sẽ không có người ra đường. Và để tiết kiệm chi phí tiền điện cũng như là giảm thiểu công suất thì bọn mình đã thiết kế chế độ của ban đêm. Chế độ ban đêm này sẽ chỉ kích hoạt khi kích hoạt chế độ ban đêm thì cả bốn cột đèn sẽ đều hiển thị đèn vàng và nó sẽ tiến hành nhấp nháy nhấp nháy. Khi đó thì đèn LED đếm ngược sẽ không hoạt động.
Và để chuyển đổi giữa hai chế độ thì bọn mình có làm một công tắc đóng và mở. Khi trạng thái mở thì đây như các bạn có thể thấy trên này, đây là khi trạng thái đóng thì nó sẽ kích hoạt chế độ làm việc ban ngày, à, chế độ hiển thị ban ngày. Còn khi cái nút này mở thì nó sẽ kích hoạt chế độ hiển thị ban đêm. Về phần chương trình hiển thị thì vì do cái phần này là do mình làm, mình gửi cho các bạn bên bên làm slide, bên làm Word ý, bạn ấy trình bày nó còn bị chưa chưa hoàn chỉnh ấy, thì mình xin xin sâu cái phần mà mình gửi cho bạn đấy nhé, thì nó sẽ được hình nó sẽ được đẹp hơn và nó đầy đủ hơn. Đây đây là chương trình hiển thị sơ đồ hiển thị ban ngày của bọn mình. Thì đây là mình đã lên một cách chi tiết, nên các bạn nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể đọc, hoặc không thì các bạn có thể xem qua, và bên dưới mình có hướng dẫn qua một cách đơn giản để các bạn dễ hiểu nhất. Còn đây là chế độ ban ngày thì nó sẽ lúc nào nó cũng hoạt động ấy, nó sẽ hoạt động theo một chu 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 trình là cứ đèn vàng, đèn đèn đỏ sáng xong biến đèn vàng xong biến đèn xanh. Đèn số 1 và đèn số 3 nghĩa là hai bên đèn đối diện nhau ấy, mình sẽ ký hiệu theo, mình sẽ đặt đặt số này theo kim đồng hồ. Mọi người cứ tưởng tượng là bốn góc của kim đồng hồ thì số 1, 2, 3, 4 nó sẽ như thế. Còn chế độ ban đêm như mình đã nói là tất cả bốn đèn sẽ bật đều, bật đèn vàng và nhấp nháy, đèn hiển thị đơn led sẽ tắt. Đây đây là sơ đồ giải thuật mà các bạn có thể hiểu được ngay, đó là các trạng thái hiện tại mà bọn mình, đây là các trạng thái hiện tại của đèn và các trạng thái kế tiếp. Không là đèn tắt và một là đèn sáng. Thì các bạn có thể nhìn vào lược đồ trạng thái, các bạn thấy đây là chu trình hoạt động của một cột đèn trong hệ thống. Thì đầu tiên là nó sẽ từ đèn đỏ nó chạy 30 giây đến đèn xanh. Đèn xanh chạy 25 giây đến đèn vàng và đèn vàng chạy 5 giây lại quay lại đèn đỏ. Một chu trình của bọn mình như thế là một chu kỳ như thế là nó sẽ rơi vào là 60 giây. Tổng tổng là 60 giây. Về phần biểu đồ use case. Biểu đồ use case là bọn mình xây dựng là đây. Biểu đồ use case của bọn mình thì nó chỉ có tác nhân, actor tác nhân thì chỉ có người điều khiển thôi. Còn hệ thống các ca sử dụng thì bọn mình tạm thời chỉ có là chế độ ban ngày và chế độ ban đêm. Về đặc tả use case thì chế độ hiển thị ban ngày thì actor là người điều khiển. Nói một cách giải thích một cách ngắn gọn là các cột đèn bắt đầu hiển thị các led xanh, vàng, đỏ và đồng hồ tiến hành lùi time. Về luồng sự kiện chính của bọn mình thì chỉ có là người điều khiển công tắc, đóng công tắc để kích hoạt chế độ hiển thị ban ngày. Còn chế độ hiển thị ban ở đây thì mình xin sâu. Chế độ hiển thị ban đêm thì đó là actor là người điều khiển. Về ngắn gọn, giới thiệu ngắn gọn đó là cả bốn đèn sẽ chỉ hiển thị đèn led vàng nhấp nháy, đồng hồ đếm ngược thời gian sẽ tắt không hoạt động. Về luồng sự kiện chính thì cũng chỉ có là người điều khiển công tắc, mở công tắc để kích hoạt chế độ hiển thị ban đêm. Nhóm mình triển khai hiện tại là như thế là nó sẽ rất đơn giản, bởi vì nếu như mình tìm hiểu thì ở trên cái phần công tắc này này, bọn mình sẽ cần phải thêm hai ba công tắc nữa, và các chế độ mình có phải sẽ mở rộng sau này, có thể là chế độ khi tắc đường này, hoặc là chế độ khi luồng luồng giao thông trên đường ít, thì lúc đấy bọn mình sẽ phát triển thêm. Và bọn mình phát triển thêm nữa là về cái phần đèn cho người đi bộ thì hiện tại bọn mình cũng chưa triển khai được. Thì trong slide này mình muốn cho các bạn và thầy xem là những gì mà nhóm mình đã làm được tới thời điểm hiện tại, và sẽ có thể là hoàn thiện và bổ sung cho sau này. Để dễ hình dung hơn thì mình xin được mô tả nó trên Proteus để cho các bạn dễ hình dung hơn.
Về mặt cơ bản thì những cái mà nhóm làm và đặt ra mục tiêu này, nhược điểm của nhóm thì nhóm cũng đã liệt kê ra. Tuy nhiên thì cũng phải để ý một chút là cái bản code của các em là nó đang bị chắp vá. Cái thứ hai nữa là nó nhiều chỗ là nó chưa được chỉnh chu đâu. Thì phải chỉnh sửa lại đi. Dạ vâng. Cái nữa là nếu mà chúng ta thử tính cái phương án là ở đây là các em đang mới tính đến cái phương án là một đèn. Vậy thì cái hệ thống của chúng ta đang lắp muốn lắp là bốn đèn ấy, thì nếu mà chỉnh thời gian của một đèn thì nó sẽ ảnh hưởng đến ba cái đèn khác, thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Vâng. Bởi vì ở đây là em đang nói đến cái chế độ là một phút của cái đèn, một cái cột đèn. Nhưng mà nếu như mà giờ cao điểm ta chỉnh lại cái thời gian của nó ấy, thì những cái đèn kia nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ bị conflict, nên chúng ta phải xem xét cái chuyện thời gian kỹ hơn. Đấy, và đề cập nó ở trong bản Word. Cái thứ hai là ta thử tính đến cái phương án là nó là bật tắt thông qua công tắc đi, mà chúng ta bật tắt qua hệ thống. Đấy, thì ví dụ như app trên điện thoại chẳng hạn hay là web. Đấy, thì việc setup thời gian thì nó chúng ta sẽ có thể làm được mà không cần thiết mà chúng ta phải chạy lại code. Bởi vì bây giờ nếu các bạn mà làm mỗi lần sửa thì chúng ta sẽ lại phải chạy lại một lần, thì nó cũng sẽ khá là bất tiện. Cái thứ ba là với những đề tài như này thì chúng ta phải chú ý cho thầy đến cái giao diện sản phẩm. Tất nhiên là chúng ta chưa nhận được thiết bị, nhưng mà sau khi nhận về thì chúng ta sẽ phải tạo thành một cái sản phẩm, chứ không phải là ta nhìn thấy dây dợ rồi các kit các thứ thì nhìn nó rất là buồn cười nhá. Vâng ạ. Đấy thì ta phải phân bổ nhân lực các thứ để làm, vì trông như thế thôi nhưng mà từ bản Word này cho đến sản phẩm này cho đến tìm hiểu tham khảo các thứ là rất là mất thời gian, không ít đâu. À, vâng. Rồi ta nghỉ giải lao một chút nhé. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe nhóm mình thuyết trình nhé. Và ai có ý kiến muốn đóng góp hay là hoàn thiện sản phẩm cho nhóm mình thì có thể nhắn tin riêng cho mình nhé. Mình cảm ơn.
Nhóm 7 đâu nhỉ? Đây ạ. Chuẩn bị thêm. Dạ vâng ạ. Bây giờ xem màn hình luôn hả thầy hay là đợi vào lớp ạ? Xem màn hình đi. Báo cáo luôn. Thầy đã nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Rồi rồi rồi. Thầy nghe rõ đúng không ạ? Nghe rõ. Như thế là em, nhóm em là nhóm số 7 và nhóm của em là bao gồm 3 thành viên là em là chị Vân Nam, bạn Đỗ Đình Thịnh và bạn Nguyễn Xuân Bảo. Và nhóm em thực hiện đề tài là xe tự hành tránh vật cản. Đầu tiên là về vấn đề đặt vấn đề là ở Việt Nam chúng ta là cũng như các nước đang phát triển ở trên thế giới thì việc hiện đại hóa công nghiệp hóa cũng như là tự động hóa để sánh kịp với các nước đang phát triển trên thế giới. Nên là cái việc ứng dụng robot vào các công việc tự động hóa thì bây giờ đang được ứng dụng rất là phổ biến. Và robot được ứng dụng trong đời sống hàng ngày, ở trong rất nhiều công việc như là vận chuyển hàng hóa, sản xuất và xe lăn cho người khuyết tật. Và chúng ta có rất nhiều loại robot có thể là chạy bằng động cơ, chạy bằng chân hoặc là chạy bằng bánh xe. Nhưng mà ở trong phạm vi môn học này thì bọn em có ý tưởng là làm về xe tự hành tránh vật cản, thì bọn em sẽ làm xe chạy bằng bánh xe thôi. Xe tự hành robot di động được có nghĩa là một loại xe robot có khả năng tự di chuyển, tự vận động về sự điều khiển tự động để thực hiện thành công một công việc nào đó giao. Và ban nãy em có nói thì xe tự hành có thể được chia thành hai lớp là có thể vận chuyển bằng chân hoặc là chuyển động bằng bánh xe. Và đây là mô hình của xe tự hành sau khi mà bám trị thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Về cơ sở lý thuyết thì về bo mạch thì bọn em sẽ sử dụng Arduino Uno R3 để điều khiển xe. Về phần này thì nhiều nhóm đã nói rồi nên là em xin phép được bỏ qua phần này. Về khối điều khiển động cơ thì bọn em sử dụng module L298 và được tích hợp sẵn hai mạch cầu để có thể kết hợp với xung điều khiển PWM để điều chỉnh tốc độ xoay của động cơ. Đây là hình ảnh của cái module L298D. Về cảm biến, bọn em sẽ sử dụng cảm biến là HCFR04 và được sử dụng rất phổ biến hiện nay để xác định khoảng cách. Một phần là vì nó rẻ, thứ hai là nó khá là chính xác. Cảm biến này được sử dụng sóng siêu âm và có thể đo khoảng cách trong khoảng từ 2 đến 300 cm, với độ chính xác là gần như là chỉ phụ thuộc vào cách mình lập trình có sai số ở trong đó. Nguyên lý hoạt động của cái cảm biến HCFR này là sử dụng nguyên lý phản xạ sóng siêu âm, cảm biến dùng hàng gồm 2 module, một module phát ra sóng siêu âm và một module thu sóng siêu âm phản xạ về. Đầu tiên là cảm biến sẽ phát ra sóng siêu âm với tần số là 40 kHz. Và nếu như có chướng ngại vật trên đường đi thì sóng siêu âm sẽ phản xạ lại và tác động lên module để nhận sóng. Bằng cách đo thời gian từ lúc phát đến lúc nhận sóng mà ta sẽ tính được khoảng cách từ cảm biến đến chướng ngại vật. Về servo thì bọn em sử dụng cơ servo RC-G90. Có hình ảnh ở đây. Motor thì sẽ là động cơ motor DC giảm tốc. Bởi vì đây là bọn em là xe tự hành bằng mà tránh vật cản bằng di chuyển bằng bánh xe, nên là ở đây bọn em sẽ có module là bánh xe. Và bọn em sẽ sử dụng hai bánh xe ở hai bên và một bánh xe ở đằng trước. Về khối nguồn thì bọn em sẽ sử dụng pin UltraFi 18650 với điện thế là 3,7V. Và cuối cùng ở trong phần chương 1 này của bọn em về cơ sở lý thuyết và tổng quan thì là phần mềm để sử dụng để lập trình. Nó là phần mềm Arduino IDE. Phần mềm này thì khá là phổ biến hiện nay và hầu như là ai trong chúng ta cũng có thể sử dụng được bởi vì nó khá là đơn giản và giao diện của nó dễ dùng đối với mọi người. Và đây là giao diện về phần mềm và về Arduino IDE.
Dynamo IDE là một phần mềm là chủ yếu tôi sử dụng để viết và biên dịch mã để nạp vào module Arduino. Và đây là lý do để Arduino IDE trở thành một phần mềm phổ biến và được nhiều người sử dụng, bởi vì nó có rất nhiều phiên bản dành cho các hệ điều hành khác nhau như là macOS, Windows, Linux và có thể là nhiều hệ điều hành khác. Mã chính hay được gọi là Spark thì được tạo trên nền tảng IDE và sẽ tạo ra một file text. Sau đó chúng ta sẽ nạp file này vào trong bộ điều khiển. Vào phần chính đi. Đây là tổng kết chương 1 của em ạ. Phần chương 2 của em là phân tích thiết kế và hệ thống. Thì bọn em có đưa ra yêu cầu chức năng của xe tự hành là có thể thu thập thông tin liên tục trong quá trình di chuyển và có khả năng phân tích thông tin tới từ cảm biến và tìm hướng đi mới khi có vật cản. Về yêu cầu phi chức năng thì xe có thể hoạt động ổn định trong môi trường bằng phẳng, có thể dễ dàng tháo lắp hoặc là thay đổi linh kiện khi bị hỏng hoặc là có nhu cầu được nâng cấp hệ thống. Đây là sơ đồ khối của hệ thống em xây dựng dựa trên code. Đầu tiên thì bọn em sẽ khai báo biến và cấu hình các cổng cũng như là giới hạn khoảng cách để xe có thể chuyển hướng và giới hạn về tốc độ. Sau đó là chúng ta sẽ đo khoảng cách từ xe cho đến vật cản. Nếu như khoảng cách đó vẫn lớn hơn bằng 20 cm thì xe sẽ tiến lên tiếp và quay lại bước ban đầu để đo khoảng cách. Nếu như mà khoảng cách nhỏ hơn 20 cm thì cái cảm biến sẽ được